Vâng, kính thưa các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, cùng toàn thể quý phụ huynh của trường mầm non thị trấn Phúc Thọ để trao đổi, chia sẻ cũng như đóng góp những bài học hay, những bức ảnh đẹp, những chia sẻ thú vị vào kho dữ liệu của trường. Thì hôm nay tôi đã tạo cho trường mầm non thị trấn Phúc Thọ một kho dữ liệu riêng của nhà trường mang tên Trường mầm non thị trấn Phúc Thọ năm học 2021-2022 trên ứng dụng Parklet. Và qua cái ứng dụng này thì các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như là các đồng chí quý phụ huynh có thể chia sẻ những bài học hay, hay là những bức ảnh đẹp, hay là những các cái hoạt động của con em mình trong quá trình tham gia các hoạt động của nhà trường, cũng như các yêu cầu hay là những tâm đắc của bố mẹ khi mà thấy con đã làm được nhiều việc tốt trong gia đình của mình, thì quý phụ huynh cũng có thể chia sẻ lên trang này ạ. Và cái việc sử dụng kho dữ liệu này thì rất là đơn giản, chúng ta có thể mở bằng máy tính, cũng có thể là mở bằng điện thoại để chúng ta có thể là đưa các cái bài của mình, đưa những hình ảnh của mình lên như sau ạ. Sau khi mà mọi người đã nhận được đường link giới thiệu về cái kho dữ liệu, ví dụ như là khi mà tôi đã gửi cái đường link về cũng như là cái mã QR code về cho nhóm Zalo của trường mầm non thị trấn đấy ạ, thì là chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể lấy máy điện thoại ra, chúng ta chụp soi vào cái mã QR code, hoặc là chúng ta bấm trực tiếp vào cái đường link này cũng dẫn chúng ta đến cái kho dữ liệu của nhà trường, hoặc là chúng ta cũng có thể là copy cái link này. Đấy, copy link này và chúng ta có thể chúng ta chia sẻ, chúng ta sẽ dán lên một cái trình duyệt Google khác. Ví dụ là tôi sẽ dán lên trình duyệt trên thẻ mới này. Đó, enter. Đó, khi chúng ta dán xong và chúng ta enter thì là sẽ hiện ra cho chúng ta luôn được cái kho dữ liệu của nhà trường. Đó, thì ở đây thì là có cái những nội dung, có rất là nhiều nội dung này, ví dụ như là hướng dẫn sử dụng và đăng bài. Thì sau khi mà tôi ghi xong cái video này, tôi sẽ đăng lên vào cái mục này. Và còn cái mục, những cái mục như ví dụ như là truyện tranh tự tạo bằng Canva, như là trường ta đang tổ chức cho các đồng chí, là mỗi đồng chí giáo viên là sẽ tạo cho mình một truyện tranh tự tạo bằng cái phần mềm Canva, và chúng ta sẽ đăng bài giới thiệu xây dựng môi trường học tập này, là video mà dạy cho video dạy của tổ nhà trẻ và các tổ khác 4-5 tuổi. Chúng ta có thể đăng những cái giáo án hay của tổ mình lên đây, hoặc là chúng ta sẽ đăng cái bài giảng e-learning. Và đây tôi cũng đăng lên cái link của trang truyền thông của trường mình, đó là cái Facebook, cái fanpage của trường và cái website của nhà trường lên đây. Ngoài ra các tháng thì các đồng chí sẽ gửi cái kế hoạch của tháng lên đây, ví dụ kế hoạch tháng 12 thì các tổ sẽ bấm vào dấu cộng này và các đồng chí đăng lên đây. Các quý phụ huynh thì cũng có thể là chúng ta sẽ xem các cái bài giảng của các cô giáo theo lứa tuổi của các con mình này, và chúng ta cũng có thể là đăng các cái ảnh của con mình lên đây, hoặc là một số hoạt động của các con lên cái trang kho dữ liệu của nhà trường để chúng ta có thể là chia sẻ cũng như là đóng góp và động viên tinh thần cho các con, và cùng phối hợp với nhà trường để tạo ra cho cái kho dữ liệu của nhà trường thật là phong phú. Ví dụ đối với cái truyện tranh tự tạo bằng Canva thì chúng ta sẽ đăng như thế nào? Thế là chúng ta tất cả các cái nội dung này chúng ta đăng, chúng ta chỉ cần bấm vào dấu cộng đấy ạ. Ví dụ tôi bấm vào dấu cộng này. Bây giờ là tôi sẽ đăng cái câu chuyện tranh bằng Canva này bằng cái đường link, bởi vì là tôi đã đăng cái bài của mình lên YouTube, thì tôi sẽ bấm vào đường link nhé. Đây, chúng ta thấy rằng ở đây này có rất là nhiều nội dung chúng ta có thể tải lên bằng các cái trang Word này, hoặc là PowerPoint, hoặc là video có sẵn của mình,
hoặc là chụp ảnh này, đường link này, rất là nhiều. Chúng ta bấm vào ba chấm, chúng ta thấy rằng là hiện ra một cửa sổ và cho chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể sử dụng được rất là nhiều những cái phương tiện khác nhau, đúng không ạ? Ở đây tôi đã sẽ đăng bằng cái liên kết. Thế thì bằng cách là tôi sẽ mở cái YouTube của mình lên. Cái bài của mình tôi đăng trên YouTube đây ạ. Ví dụ như là câu chuyện sóc và thỏ đi tắm nắng thì là tôi đã đăng lên YouTube rồi này. Tôi sẽ bấm vào phía trên này để tôi lấy đường link. Đó, Ctrl C và sau đó tôi chuyển sang cái Publish. Chuyển sang Publish này thì tôi sẽ dán cái đường link lên đây. Về đó, tôi sẽ dán cái đường link lên đây và tôi chỉ cần bấm Enter. Như vậy là cái câu chuyện của tôi nó đã tải lên được trên này rồi. Và sau đó tôi chỉ cần tôi đặt tên vào đây, ví dụ như là tác giả chẳng hạn. Sau đó tôi chỉ cần bấm Public. Đó. Đấy, chúng ta nhìn thấy rằng là cái câu chuyện của tôi mà vừa đăng nó đã hiện lên phía đầu tiên, bởi vì là tôi ưu tiên những các cái sản phẩm mới sẽ được hiện lên trên đầu, còn những hiện cũ thì là sẽ ở phía dưới. Thế cho nên là cái câu chuyện tôi vừa đăng đây ạ đã hiện lên đầu tiên. Về tất cả những cái video khác cũng như vậy, hoặc là những cái video mà chúng ta có sẵn á, đúng không ạ? Chúng ta có sẵn thì chúng ta cũng có thể là chúng ta đăng lên thì chúng ta chỉ vào phần cái phần tải lên thôi ạ. Ví dụ như là có một bài mà tôi dạy, ví dụ là các cái video dạy học đối với cái tổ của lớp mình này, của tổ nhóm mình, thì chúng mình cũng có thể đăng lên đây. Hoặc là chúng ta có thể bấm tại đây luôn được. Nhưng đối với tôi mà tôi đã đăng lên YouTube rồi thì tôi bấm vào cái đường liên kết. Đó, để sau là khi tôi tìm được cái đường link là tôi sẽ dán vào đây. Tôi lại tìm cái đường link của nó. Cách là bấm vào đây. Tôi sẽ dạy kỹ năng gấp quần áo này. Ở đây này, tôi đã mở ra rồi và tôi chỉ cần copy copy cái đường link này. C và sau đó tôi lại mở cái Publish của mình lên. Đó, tôi sẽ dán cái đường link của mình vào đây. Như vậy là nó sẽ là tải hết lên. Và chúng ta thấy là nó tải rất là nhanh rồi ạ. Đúng không ạ? Và tôi sẽ public này, public. Đó, như vậy cái video dạy tổ 4 tuổi đã có sẵn, đã lên rồi ạ. Tiếp theo tôi có thể là đăng thêm một cái bài nữa chẳng hạn này. Tôi lại mở lên. Câu chuyện tôi làm bác sĩ này. Đó, cũng copy cái đường link này, Ctrl C và chúng ta lại mở cái public này lên. Nó vẫn là của 4 tuổi thì tôi lại bấm vào 4 tuổi này. Đó, tôi bấm có thể là bấm vào đường link liên kết này luôn. Đó, là dán vào Enter. Chỉ cần nó tải, chúng ta thấy cái phần trăm này tải xong là nó sẽ hiện luôn cho chúng ta cái video ở đây, đúng không ạ? Sau chúng ta chỉ cần việc là public. Nếu mà chúng ta cần cái đặt tên, giới thiệu tên của mình này, hoặc là tên bài dạy thì chúng ta có thể viết lên phía trên sắp sắp xếp này. Đó, cái chủ đề của bài là gì, có thể là ghi là tham khảo video, bởi vì cái này video này tôi làm ở trường mầm non Long Xuyên, thế cho nên là tôi sẽ ghi là video tham khảo không phải của trường mình. Đó, tôi public. Đó, public như vậy là tôi đã đăng được cái bài của mình lên lên cái kho dữ liệu của nhà trường. Tương tự là các đồng chí cũng có thể là đăng các cái bài của mình lên đây, đăng những video này, những giáo án hay này thì chúng ta cũng thì được bấm vào đây. Ví dụ như là đăng cái giáo án chẳng hạn thì chúng ta sẽ bấm vào cái tải lên giáo án hay mà chúng ta không đưa lên đi trên các cái đăng lên các cái trang mạng xã hội thì chúng ta sẽ bấm vào tải lên. Khi chúng ta có tại trên máy của chúng ta bấm vào tải lên và chúng ta chỉ cần là tìm vào cái file mà chúng ta tìm vào cái file mà có chứa cái bài giảng của chúng ta đó,
ví dụ như là bài giảng, ví dụ như là cái kế hoạch ngày ngày chẳng hạn đó, kế hoạch tháng là tôi ví dụ nhé, kế hoạch tháng là 9 đi đó, chúng ta chỉ bấm vào đấy là chúng ta có thể tải lên được luôn. Như vậy là tôi đã đăng đã tải lên được cái giáo án của tháng 9 này, public. Đấy là đó. Tiếp theo là ví dụ như là kế hoạch tháng này. Đó. Kế hoạch tháng thì chúng ta cũng đăng theo cái kiểu mà chúng ta đăng giáo án. Đó, chúng ta cũng bấm vào dấu cộng và bấm vào tải lên và chọn về cái file mà chúng ta chứa cái dữ liệu của mình. Đó, như ở đây là tôi chọn vào kế hoạch tháng này. À, chọn vào kế hoạch tháng, tôi có thể đăng cái tháng kế hoạch giáo dục tháng của mình lên. Đó. Rất là nhanh rồi ạ. Đăng này chúng ta có thể tải lên rất là nhanh mà rất là hiệu quả. Đó. Đã xong, public. Public cái là chúng ta lại đăng lên được luôn cái trang của mình, tạo thành một cái kho dữ liệu. Và ngoài ra chúng ta có thể đăng ảnh này, thì chúng ta cũng có thể là bấm vào dấu cộng. Chúng ta đăng ảnh bằng cách nào? À, chúng ta cũng có thể là bấm vào file tải lên. Ví dụ ở đây tôi chọn desktop. Ta có thể chọn ảnh này, chúng ta có thể chọn một ảnh. À, chúng ta chỉ đăng được một ảnh thôi các đồng chí nhé. À, các bạn lưu ý là chúng ta sẽ đăng một ảnh lên thôi. Ví dụ tôi đăng cái ảnh này. Chúng ta sẽ đăng từng ảnh lên. Đó là những backlink. Đó, chúng ta đã xong. À, và như vậy là chúng ta có thể là đăng được mọi thứ này. Có thể là ảnh này, có thể là word này, hoặc là có thể video, hoặc là có thể những cái trang trang truyền thông của chúng ta lên đây, đúng không ạ? À, chúng ta có thể là đăng được rất là nhiều các cái dữ liệu bằng nhiều các cái nguồn khác nhau. Đó. Khi sau khi mà chúng ta đăng xong á, thì là mọi người mà có cái đường link này đều có thể nhận được. Cũng như là khi mà các đồng chí giáo viên chia sẻ cho phụ huynh cái đường link này thì phụ huynh cũng có thể vào xem các cái bài giảng của các cô giáo của lớp của con mình. Mình sẽ chọn theo cái lớp của con mình hoặc là theo độ tuổi cũng được. Thì chúng ta sẽ xem các bài giảng của các cô, xem các bài học của các cô giáo và phụ huynh cũng có thể là đăng thêm các cái ảnh hoạt động của con mình vào cái ảnh đáng yêu của lớp của nhà trường đó. Đó. Như vậy là tôi thấy rằng là cái kho học liệu bằng được xây dựng cái bằng cái bucket này rất là thuận tiện cho chúng ta và chúng ta có thể là xem được mọi thứ đúng không ạ? Chúng ta có thể xem được mọi bài giảng cũng như là mọi các cái hoạt động không chỉ của lớp mình, không chỉ có tổ mình mà chúng ta có thể xem của toàn trường. Chúng ta có thể chia sẻ cho nhau những cái phương pháp hay, những cái kiến thức hữu ích để cho chúng ta làm cho cái công tác chuyên môn của mình ngày một tốt hơn. Và video của tôi xin kết thúc tại đây. Các đồng chí có đóng góp hay là chưa rõ vấn đề gì thì liên hệ riêng với tôi ạ. Rồi. Và hẹn gặp lại các đồng chí ở video sau. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.